Hội Chữ thập đỏ huyện Hạ Hòa vừa tổ chức khai trương nồi cháo nghĩa tình năm 2024 tại Trung tâm Y tế huyện. Với tinh thần giềng cơm sẻ áo, chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng, nồi cháo nghĩa tình năm 2024 do Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa, ngành giáo dục và đào tạo huyện, Ban trị sự Phật giáo huyện, chùa Kim Sơn, trại giam Tân Lập, Hội Chữ thập đỏ cơ sở và các nhà hảo tâm phối hợp tài trợ với tổng số tiền 140 triệu đồng. Duy trì nấu và phát cháo miễn phí trong 12 tháng cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa vào buổi sáng các ngày trong tuần. Những bát cháo nghĩa tình được chế biến đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ làm ấm lòng người bệnh, tiếp thêm cho họ động lực để vượt qua khó khăn, chiến đấu với bệnh tật.